Vâng, em xin chào các bác nhá. Sau đây em sẽ tiến hành test cho anh Thơ. Vâng, anh khách ở Kiên Giang. Đấy, đã đặt cái cặp loa Sony. Đấy, có mã là CLX20. Đấy, CLX20. Đấy, ok nhá, đây cặp loa của anh đây. Đấy. Về nhà thì anh cố gắng vệ sinh thêm nhá. Em mới vệ sinh qua tí thôi. Đấy, đây, em mới vệ sinh qua tí thì về anh có thể là dùng dùng cái xăng thơm được hay là cái nước nước mà mình hay lau kính ấy. Đây, xong anh cho cái gì ẩm anh lau đi nó sạch mà. Kiểu cái bụi bên Nhật này nó khác với cái bụi Việt Nam mình á. Bụi bên Nhật này thì nó sạch hơn nhiều. Đấy, còn cái căng này thì hiện tại nó là kiểu như dòng căng em không rõ lắm nhưng kiểu như thế nó hơi khó ra, nó có thể là căng nó gắn chặt lắm. Đấy thì vậy anh thì dùng cái con dao mỏng nhá, dùng con dao mỏng xong anh cậy mày ra, cậy này ra xong anh giặt cái căng đi. Nếu ra được thì anh giặt cái căng đi cho đẹp nhá. Đấy. Rồi, sau đây sẽ tiến hành test từng chiếc một nhá. Đây em sẽ cho chiếc này ra. Này. Ok anh, vậy là trước thứ nhất xong nhá, em test lốt chút còn lại này. Ok nhá, vậy là em đã test xong cho anh hai loa nhá. Đấy, hai chiếc hoạt động rất là ok luôn. Tiếng lên nó rất là ngọt nhá. Đấy, thì về nhà anh đấu đấu cho em cẩn thận nhá. Đấy, có thể là đấu thêm cái dây cho nó dài ra cũng được. Nó đấu thì anh cố gắng đấu Sony ra nhá. Chắc cái này thì nó ai cũng biết rồi đúng không ạ? Đấy, nhưng mà em vẫn cứ nhắc thêm nhá. Phòng là nhiều lúc nhiều bác kiểu thích đẹp ấy. Đấy, đấu xong 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 lại đốt kiểu đốt vào thì nhiều khi nó hay bị chập lắm. Đấy. Ok. Thì mọi thông tin chi tiết thì anh cứ liên hệ qua cái số điện thoại là 0966 594 581 nhé. Vâng, cảm ơn anh đã tin tưởng đặt cái sản phẩm này bên em. Chúc anh và gia đình luôn luôn là mạnh khỏe nhé. Và có những cái phút giây thư giãn bên cái sản phẩm của em. Đấy, vâng, em xin chào quý vị và anh tại video tiếp theo bên em nhé.